nhét mam đi. Ừ, cắn luôn mày giờ. Nghe mày, anh ơi, xích vô đây. Sao? À, một cái ba ôm phát cậu luôn. Đây người tự nhiên kêu phát cẩu lương là sao má? Còn gớt cái mắt kính luôn mấy hay. Ơi. Oh my god. Đó, được chưa mấy má? Cái màn hình nó nhỏ quá nha. Làm thế nào để bắt hoa nhỏ vậy? Giờ mày giàu đi. Mày giàu rồi mày nuôi tao với bồ tao luôn rồi tao cho mày bắt về. Bắt hai luôn. Nhường anh hoa lớn được không? Mày bà nội tao luôn, mấy má này bà nội không luôn. Qua nhà ở luôn nè. Và A H H cu. K A A Và và cu. U K ba chữ U. Không nhẹ thôi nè. Được chưa mấy má, nhẹ Ơi. dữ. Cái môi khoa lớn mà bình thường là đấu vô hai người tạp nhau luôn. Đúng rồi đó, trời ơi, là tao tạp nhau luôn rồi, khỏi có cần một ca gửi gì hết. Em bà gì má, nhau nữa hôm sau thôi, một ca năm nút lưỡi đi anh. Không được, không được, không được, không được, nút lưỡi mấy má ơi. Xíp bịch bánh tráng Cà Mau quê tao đó. 1K7 Ok, 1K7 tao liếm nát cái mũi ông khoa lớn. liếm Miệng khoa bị sao á? À, ông anh khoa lớn sửa hàm á, tại vì hàm anh khoa lớn hơi lệch về đây nè nên sửa, nên là đang trong quá trình hồi mà không biết sao quất nhau luôn, tao đủ luôn mấy hay. mũi. Xin tiếp qua môn chiếc anh ơi, đi học đi má, đi học thì qua môn chứ sao má, hỏi con. Nghe đồn anh khoa lớn vẫn vui lắm hả? Ừ, vẫn vui nhất luôn em, quất câu nào bể câu đó luôn. Anh giỡn là ai cũng phải thích đó. Kiểu nó mặn ấy. Mặn mà lắm luôn mấy má, mặn lắm. Kìa, cái lỗ tai gì mặn hơn cái Đi. bánh tráng nữa. Đố biết hiện tượng đoạn mạch xảy ra con đĩ này à, nha. Đang tâm sự tuổi đời tuổi hồng đi bình luận mấy cái học hành vô đây. Giọng anh coi nhỏ, cảm ơn em. Anh khâu lớn đẹp quá hả? Nói mắc mệt không nói vô liền. Nói đẹp là vô liền. Anh khâu lớn đẹp quá hả? Nói mắc mệt không nói vô liền. Nói đẹp là vô liền. Đẹp không? Chúc mừng sinh nhật anh khoa lớn nha kì. Happy birthday Happy to to you. you, Happy happy birthday birthday to to you. you, happy birthday, Happy happy birthday. birthday, Happy happy birthday birthday to. bố cụ. Ủa sao bảo 8 giờ? Ôi 8 giờ like nè má. Em cài hẳn bố hút. Trời ơi, đỉnh vậy ba. Cảm Em biết ơn tiếng mọi Thái không người. hả? Cảm ơn mọi Sao người. Sawanika Trái tim cảm ơn mọi Kapunka. người đã chờ mình đi. Ủa đến đây mình phải làm trái tim Đây. à. Không có giả trân, không có giả trân nha mọi người. Nói to lên, nói to hết nứt rồi má. Nó từ Nam chí Bắc, từ Bắc vô Nam, từ Hà Nội xuống Cà Mau luôn nha mọi người. Mặt anh những bự hơn mặt em nha. Tôi có đâu, Nhìn trên đây này. có đâu. Đi thi đi Nguyễn Linh Chi, đi thi đi. Kiểu đi thi đi anh, bắt nó đi thi đi. Thi đi. Hành động gì đâu, có làm gì đâu trời. Hello mọi người. Ồ cũng nhiều người xem phết. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Góc hơi chật. Cho nó được Chặt nha. Bắt trước. Có bắt chước đâu, người ta núp lưỡi luôn. Còn mình đâu có núp lưỡi được Người đâu. ơi, khoan nhỏ bắt trước quanh với lại bắp bì ấy. Kiểu thấy hai người đó hung xong cái bắt trước hung theo. Thế tôi. Chứ bình thường đâu có hung vậy đâu. Sao? Đúng không? Bình thường đâu có Đây là hung ngày đâu. hội bóc phốt nha mọi người. Bình thường là không bao giờ hung anh vậy Ê đâu. xạo dữ. Bình thường là Mỗi sáng ai hôn bình thường anh? toàn là anh bị ăn hiếp và bị chửi Trời xong đất cái ơi trời. lên livestream xong cái Mọi vụ người. người ngựa bắt chước anh quanh nhanh bút bì Quất cái dù cua vô mặt ông xong cái ghê. hung anh. Đừng tin mọi người. Chị hết rồi, hôn ngang mà. Ừ, hôn ngang. Không biết có che không nữa. Nút lưỡi không được. Nãy giờ tôi giải thích 800 lần rồi. Tôi giải thích 800 lần rồi. Không nghe mới thấy được. Sến súa nhỉ. Ồ sớm quá mấy má ơi. Bắt chước sẽ được admin pay gửi 2 triệu. Là sao? Thôi. Ai gửi 2 triệu? Làm gì ai gửi 2 triệu? Sao hôm nay khoa nhỏ Nói hiền chung quá là vậy? Chứ sao má? Không nhớ nữa. Ai cho người ta chửi mình hả gì?
1K7 hết cây nha mọi người. Xe nhiều nhiều lên để nhiều người coi 1K7 rồi tôi hết cho mà coi. Tôi hết mày luôn. Anh nói chuyện kiểu thấy giả chân. Chắc anh không giả chân. Bình thường ở Instagram chữa như gì. Nó qua đây kiểu hiền dịu. Tưởng gái nít nè mới lớn về. Đúng rồi, áo anh coi mà không qua đâu. Tao. Ờ đúng rồi. Y vậy dơ. Mặc lại áo của anh. Mà sao? Mọi người có muốn hỏi gì? Dễ thương kìa, cảm ơn. Ồ, không ai hỏi gì hết. Ừ, kêu hôn. Chúc em một buổi tối an lành. Sao đầu em hôi vậy? Chắc đầu anh thơm, đầu tôi mới gọi ông nội này khùng cái gì. Ừ. Hôn mà mắc quá quá. Hết cây nguy hiểm đó nha. Đừng có hôn nhau bất ngờ vậy được không? Quay không kịp luôn. Ừ, tôi cho quay không kịp mà. Tôi cho tạo cái sự gọi là gì anh? Bất ngờ hả? Sao hôm nay anh hiền vậy? Có má nào chửi tao đâu mà tao chửi lại. Ừ, có lai người con gái Việt Nam thì Mỹ nết na nha mọi người. Nay Sài Gòn hơi lạnh. Sốt quá kiến ngồi. Hai lạnh. Ông phát hai ôi chùi. Nay Sài Gòn hơi lạnh nên mặc áo cổ lọ đồ. Sao bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Từ đâu? Từ đâu không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau. Hết một dấu chứ hết mấy dấu má. Tao tưởng cạo gió hay gì mà hết 10 dấu. Tôi thì ra mắt gia đình rồi, ông Khoa thì chưa. Bóc phốt nhau đi thôi. Nãy giờ bóc phốt tôi rồi đó, tôi có bóc phốt ổng đâu. Chơi bài tiến lên không anh? Rồi đang like kêu chơi bài tiến lên, con này nó cắt cớ, nó nghiệt ngã bay. Hay chỉ phải mày ôm hết đi. Chứ thôi là mày chết. Công thức cậu ta khỏe ta chờ mấy cái con đĩ này mà đòi bú. Quê tôi ở Cà Mau, anh điểm danh đi kìa, ra đâu? Quê anh ở Vũng Tàu. Dũng Sình đó. Hay chơi bài cào chỗ lẹ đi, rồi sao chơi má? Bốc cơ đi. Ồ, nghĩ sao bóc phốt nhau cho nay gì trời, thiệt luôn á. Đánh đá gì đó. Mấy cái con này nghe tao bắt bẻ mày chết. Tao hiền quá thiệt. Hát hay quá nè mọi người. Sài Gòn không lạnh nhưng mà phòng tôi lạnh nha mọi người. Cua nhau kìa anh, kể đi kìa, trên đây nhiều bạn cũng chưa biết. Cua nhau à? Thì tụi tôi là... gặp nhau ở trong bar nha mọi người. Gặp nhau ở trong bar và người thích anh và crush anh là Khoa Nhỏ. Tại vì chị xỉn mấy đứa, để chị kể. Xong cái về unfollow rồi follow anh. Rồi kiểu bảo like, mà cái thời bảo like đó anh ghét dữ. Kiểu không thích lắm, kiểu nó hơi phiền nhưng mà... Rồi sao? Cứ unfollow rồi follow anh, xong cái... Không có làm gì hết. Mình sẽ like cho mọi người coi. Chào em, chào kìa. Mọi người ăn không? Gì quảng cáo gì trời. Quảng cáo cổ BD quật, quật gì má. Ừ quật thiệt.